Vâng, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bảy Nhật. Trong video hôm nay, như đã hứa của video tối qua về em review con Canon Deal, một chiếc xe một càng rất đẹp. Và hôm nay em giới thiệu chi tiết review cận cảnh ban ngày với thời tiết rất đẹp. Và với cái thời tiết này thì em sẽ soi xe cho các bác nhìn được kỹ hơn. Các bác đang xem video, em xin nốt like, một nốt đăng ký kênh nếu ai chưa đăng ký kênh và một nốt chia sẻ kênh. Xin cảm ơn các bác. Và như đã hứa thì hôm nay em sẽ quay cận cảnh và review giới thiệu về cấu hình của chiếc Canon Deal màu vàng có màu sơn đen rất đẹp. Một chiếc xe nguyên bản, một chiếc xe có cấu hình rất cao. Chiếc xe nguyên bản từ bên Nhật về. Và chiếc xe này thì bên em chỉ phủ bóng 2K khung sườn để chống chảy xước cho các bác. Còn lại tất cả đồ đoàn của xe, cấu hình của xe đều nguyên bản. Em cam kết nguyên bản là 99,9% nha các bác. Tất nhiên là có một vài cái chi tiết như các miếng phản quang màu đỏ như phía bánh đuôi xe thì mới làm lắp thêm thôi. Còn lại là cam kết 100% còn lại nha. Cho các bác nhé. Các bác xem cấu hình của xe như sau. Chiếc Canon Deal, một chiếc xe Mỹ xuất Nhật. Một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Mỹ. Chiếc xe này đã sử dụng bên thị trường Nhật. Tuy nhiên là bên em nhập về coi như là hàng lướt nha, đang còn kiểm định. Rất ok nha các bác. Về cấu hình của bánh này, lốp là lốp zin theo xe. Đây, tem lốp là Tioga này. Bản là lốp là SR. Cỡ lốp bánh là 27.5 nha các bác, 27.5 nhân 1.5 nhá. Vành nhôm sơn tĩnh điện màu đen, zin theo xe, lốp zin theo xe. Nan hoa inox mạ chì nha các bác. Nan hoa inox mạ chì nhá. Đây chiếc nan hoa này, bộ nan hoa này có một số nan thì nó bị chảy xước các cái lớp mạ chì là ra ngoài này, cho nên là nó loài ở phía trong là màu trắng, nan màu inox nữa cơ. Trắng là loại inox nha các bác. Nan hoa loại inox mạ chì nhá. Chân của nó là cũng là chưa thấy cái bong cái chân nên là chưa thấy là chân đồng các bác. Đây, chân đồng nhá. Đây này. Chân đồng nhá. Chân đồng nó cũng được mạ chì nha các bác. Nan hoa loại inox chân đồng mạ chì màu đen. Vành là zin theo xe này. Vành của Canon Deal luôn các bác ạ. Vành của Canon Deal luôn nhá. Khung sườn các tem chữ Canon Deal đang còn dập chìm trên khung này, rất rõ ràng. Và dự án cái này dịch là dự án bên Nhật. Đấy, thì là cái xe này nó là cái sản phẩm được bán ở bên Nhật nha các bác. Chắn bùn trước sau zin theo xe nha các bác. Chắn bùn trước sau theo xe luôn nhá. Ở phía sau có một chiếc đèn chạy bằng pin. Có một chiếc đèn gọi là đèn hậu kiểu như là đèn phản quang, đèn rọi ban đêm để đi phản quang ban đêm đấy. Chạy bằng pin nha các bác. Bấm như thế này vào nó sẽ sáng này. Tuy nhiên ban ngày này các bác không thấy rõ là ban đêm nó sẽ sáng đỏ rất đẹp nhá. Còn hai chiếc đèn này là ở phía sau này bên em lắp thêm nhá. Phía bên này cũng thế nhá. Xe sử dụng là 3 đĩa 8 líp của Shimano Atus nha các bác. 3 đĩa 8 líp của Shimano Atus. Xích líp. Đùi đĩa của Shimano cả nha các bác. Đùi nhôm. Đùi nhôm. Pedal zin theo xe. Pedal của Dimai này. Đây. Tem chữ Dimai của hãng Dimai gì đấy. Bằng nhôm nha các bác. Rất trơn tru nhá. Zin theo xe luôn. Gạt đĩa của Shimano Atus nhá. Shimano Atus này. Đấy. Về khung này các bác xem này. Đấy. Sơn zin này. Sơn zin theo xe. Có màu đen rất đẹp. Đấy, các cái tem chữ đây. Các cái tem chữ được dập chìm trên khung đứng này các bác. Và cấu hình chiếc xe này các bác cứ lên chiều cao cho em là từ 1m7 cho lên đi rất đẹp nhá. Từ 1m7 cho lên đi rất đẹp nha các bác. Gọng in zin theo xe luôn nhá. Đây một chiếc tem chữ bên Nhật đây các bác. Chiếc tem chữ bên Nhật. Các cái thông số kỹ thuật đang dán ở trên này. Trên gióng ngang của xe. Xe hai bên là có hai cái rãnh G rất đẹp nha các bác. Trang trí là một cái đường chỉ, một cái thước chỉ rất đẹp ở như khung ngang hai bên này các bác. Đây. Có rãnh nha các bác này, quét rãnh.
rất đẹp nhá, tem Nhật này. Gọng nước zin theo xe luôn các bác ơi. Gọng nước zin theo xe luôn nhá, được bắt ở như khung chéo. Và khung đứng các bác không thích ở bắt ở khung chéo, các bác có thể bắt sang khung đứng nhá, có cả hai ốc để bắt gọng nước này. Các bác đi xem chi tiết cho em dọi về khung chéo, ống chéo này, ống vuông nha các bác. Hộp vuông nha các bác. Còn khung ngang nó là hơi dẹt một chút nhá. Hơi dẹt elip rồi các bác. Đấy. Khung sườn là bằng nhôm cả nha các bác. Khung sườn là nhôm mài hết nha các bác. Khung nhôm mài. Đấy. Một càng. Lát này em dọi bên càng phía bên trái cho các bác xem. Có một càng thôi. Đấy, can ông đều này, tem chữ này. Chắn bùn này. Chắn bùn là của hãng luôn. Được lắp zin theo xe luôn nha các bác. Xe có một chiếc đèn led này, chạy bằng pin ở phía trước đây các bác. Chiếc đèn led chạy bằng pin ở phía trước đây, nốt bấm ở phía dưới đây, dưới đít đèn đây các bác. Đấy, có hai chế độ. Có hai chế độ. Bánh trước về cấu hình bánh trước như bánh sau rồi các bác. Đây, vành của Canon đều luôn. Vành nhôm. Nan hoa inox chân đồng. Lõi inox chân đồng mạ chì. Phản quang, miếng phản quang này theo xe luôn nha các bác. Phản quang màu trắng theo xe, trước sau đều có nhá. Lốp là lốp zin theo xe. Cỡ bánh là 27.5. Cỡ bánh là 27.5 nha các bác. Bánh trước là nhân với 1.35. Còn bánh sau là nhân 1.50 nhá. Lốp này dạng lốp chọc. Chiếc xe dạng lốp chọc. Bánh trước, bánh sau thuộc dạng lốp chọc nha các bác. Tuy nhiên vẫn đang còn gai lốp. Cũng đã sử dụng rồi. Tuy nhiên em đánh giá chiếc xe này chất lượng đạt trên 90%. Rất ok nhá. Và chiếc xe này có cái miếng có cái khuy cảm biến được gắn ở như nan hoa nhá. Lát này em dọi lên các bác sẽ thấy có một chiếc đồng hồ zin theo xe luôn, đồng hồ đo công tơ mét điện tử đấy. Nó cảm biến rồi bởi cái chiếc khuy này nhá. Xe sử dụng trước sau là phanh dầu, phanh đĩa dầu của Shimano nha các bác. Phanh đĩa dầu của Shimano nhá. Càng trước đây, một càng ở phía bên tay trái. Một càng ở phía bên tay trái này. Xe là khung nhôm càng nhôm nha các bác, càng nhôm luôn. Mai ơ trước sau là mai ơ nhôm. Chiếc mai ơ nhôm là mạ giả ngọc nha các bác, rất đẹp. Mạ giả ngọc rất đẹp đây. Mạ giả ngọc màu xanh rêu rất đẹp. Và sau đây em sẽ giới thiệu phần phía trên ghi đông vô tăng cho các bác xem. Và chiếc ghi đông này cũng rất đặc biệt. Ghi đông vô tăng là bằng nhôm nha, nhôm mạ giả ngọc cả nha các bác. Rất bóng, càng lau càng bóng nha các bác. Nó giống như các bác cứ sờ một miếng ngọc ở như các cái tiệm vàng đấy, các bác ra tiệm vàng cứ mua miếng ngọc sờ nó trơn tru, nó bóng lộn, sờ rất bắt tay luôn các bác ạ. Đây ghi đông vô tăng nhôm mạ giả ngọc rất đẹp. Đây chiếc đồng hồ zin theo xe. Đồng hồ điện tử. Đồng hồ này đồng hồ đo công tơ mét. Đấy và đo tốc độ. Nói chung là chiếc đồng hồ này tích hợp rất nhiều các bác. Đây có nốt bấm này. Đấy. Chuông zin theo xe luôn này. Bộ chuyển động tay phanh đề xả líp bên phía tay phải đây các bác. Của Shimano luôn nhá, 8 líp. Đi cụm theo phanh của Shimano luôn. Dây phanh cũng của Shimano luôn. Tất cả đều zin theo xe nguyên bản nha các bác. Bên phía tay trái là tay phanh và cụm bấm xả đĩa của Shimano luôn, 3 đĩa. Tay nắm chống trượt zin theo xe luôn. Tay nắm chống trượt zin theo xe luôn. Và tổng chiều dài của ghi đông này là 68.5 nha các bác, 68.5 cm nhá. Tổng chiều dài của ghi đông này là 68.5 cm nhá, còn ghi đông là 5 cm các bác, 5 cm. Em đo được là khoảng 5 cm, đo từ tim. Các bác xem mạn sườn trái của xe này. Vâng, với một chiếc xe rất chi là chất lượng. Em đánh giá là rất chi là đẹp với những người yêu thích dạng xe của Canon đều. Chiếc xe độc lạ. Các bác yêu thích chơi xe, mua chiếc xe này thì rất chi là đẹp. Đi thể thao du lịch đường phố cũng rất ok nha các bác. Đấy, bánh sau đây cũng là phanh đĩa dầu này của Shimano luôn này. Đây, pedal là zin theo xe, đùi nhôm nha các bác. Đùi nhôm của Shimano, đùi đĩa xích líp là đều của Shimano cả các bác ạ. Vành của Canon đều của hãng luôn. Một chiếc Canon đều touring thể thao du lịch rất đẹp, dành cho người có chiều cao phải từ 1m70 trở lên, đi chiếc xe này nó mới xứng tầm và mới rất ok nha các bác.
người có chiều cao thấp hơn thì chúng ta sẽ chọn mẫu xe khác nhé. Còn em cam kết với các bác là phải có chiều cao từ 1m70 trở lên mới đi được chiếc xe này nhé, thì mới đẹp được nhé. Các bác yêu thích chiếc xe này cứ liên hệ ngay cho em theo địa chỉ điện thoại và Zalo em để chạy trên màn hình. Và giá chiếc xe này em xin báo giao lưu với các bác là 21 triệu đồng. Các bác mua xe sẽ được tặng thêm một bình nước inox của Nhật. Nếu yêu thích cứ liên hệ ngay cho em. Và giá đã bao ship tận nhà cho các bác rồi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Ahem.